Hi, xin chào quý khách hàng, quý anh chị em. Trong những ngày vừa qua có rất nhiều các bạn đã gọi điện và nhắn tin và bình luận trên cái trang YouTube của mình là anh ơi, anh có thể là hướng dẫn cho em về cách vệ sinh một cái máy lọc nước hoặc là vệ sinh các loại lọc nước ở trong gia đình nhà chúng ta đối với dòng thiết bị treo tường được hay không? Thì xin thưa với các bạn, để không làm mất thời gian của các bạn nữa, thì hôm nay mình sẽ dành lại một chút thời gian và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách mà chúng ta sẽ vệ sinh một cái máy lọc nước như thế nào đối với cái dòng thiết bị treo tường mà một số hộ gia đình đã trang bị cho gia đình nhà chúng ta để đảm bảo cái nguồn nước sạch, ăn uống và nấu cơm nấu canh trong thời đại hiện nay. Thì thôi thì chúng ta hãy bắt đầu và chúng ta cùng tìm hiểu với mình. Như cả nhà mình đã nhìn thấy, đây là dòng thiết bị máy lọc nước treo tường. Thì trên thị trường có rất nhiều các hãng máy lọc nước tên tuổi khác nhau, nhưng tự chung lại thì nó chỉ có một vài đặc điểm riêng như thế này. Đó là chúng ta muốn thay loại lọc hoặc là chúng ta muốn vệ sinh loại lọc thì chúng ta phải làm như thế nào? Đầu tiên đó là gì ạ? Chúng ta phải là chuẩn bị một cái, ví dụ như đối với cái dòng máy lọc nước treo tường này, thì chúng ta phải chuẩn bị một cái khóa gọi là khóa mở cấp lọc. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành là thay loại lọc này hoặc là vệ sinh cái loại lọc này. Việc đầu tiên thì chúng ta sẽ khóa cái nguồn nước đầu vào của cấp lọc nước. Chúng ta sẽ khóa nha. Đây. Sau khi chúng ta khóa xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là rút dây điện, rút nguồn điện của cái máy lọc nước này ra. Rồi, sau khi chúng ta rút nguồn điện xong thì chúng ta sẽ tiến hành là mở cốc lọc để vệ sinh. Chúng ta bắt đầu mở nhé. Bên này chúng ta sẽ mở nè. Có nhiều bạn thì mở xoay ngược này, đẩy cái này ra đó. Rất là nhẹ nhàng ha, khi chúng ta lắp vào cũng vậy. Đó, nó mở. Chúng ta để dây điện sang bên này, chúng ta mở này, đó, chúng ta xoay bằng tay này. Bên này cũng vậy, lõi này cũng vậy. Đấy. Chúng ta mở hết cốc lọc này ra, chúng ta vệ sinh nha. Đối với cái loại RO thì chúng ta không cần vệ sinh, mà sau này nếu nó hư thì chúng ta thay thôi. Còn chủ yếu chúng ta sẽ mở vệ sinh loại số 1, số 2 và số 3 của máy lọc nước. Mình đang mở loại số 1 bên này. Đây, về bản chất thì chúng ta đã thấy được cái loại số 1 này. Đây, chúng ta đã thấy được cái loại số 1 sau một khoảng thời gian chúng ta sử dụng thấy nó rất là dơ. Về cái loại số 1 ấy, lúc đầu các bạn sử dụng thì nó trắng tươi như vậy. Và sau một khoảng thời gian 3 chưa tới 6 tháng thì loại của chúng ta nó dơ như vậy. Và để tiết kiệm được cái loại số 1 này thì chúng ta nhìn như thế này. Mình hướng dẫn rất nhiều hộ gia đình là cái loại số 1 này tuy rằng bên ngoài này nó dơ như thế này, nhưng mà về phía bên trong lọ này nó vẫn còn trắng tươi được như vậy, thì chứng tỏ là lọ này vẫn còn sử dụng được, mặc dù là cái lọ này chúng ta đã xài có khoảng là 6 tháng thì chúng ta vẫn dùng được. Đó là tùy thuộc vào nguồn nước mà chúng ta thay lọ.
Tuổi thọ của nó này là 3 cho tới 6 tháng. Tuy nhiên đối với cái nguồn nước này khoảng tầm 6 tháng nay thì là cái lõi bên mình bên nhìn bên trong này này nó vẫn còn sáng trong như vậy, sáng trắng như vậy thì chúng ta vẫn còn tiết kiệm được và chúng ta chưa cần phải thay. Còn bên này thì chúng ta chỉ cần mở ra và chúng ta vệ sinh là được. Đúng như vậy. Đây, cái lõi mới hoàn toàn thì nhà mình thấy rất là trắng, đúng không? Đối với sau vài tháng thì nó xài đen như vậy. Mình sẽ tiến hành là mở vệ sinh. Mình chỉ cần mở vòi nước này ra này và mình mở vệ sinh thôi. Đó. Rất đơn giản đúng không ạ? Mình mở ra vệ sinh. Sau khi mình vệ sinh rồi, xong rồi thì đối với cái loại này thì chúng ta chưa cần thay vì loại vẫn còn trắng như thế này. Đó. Sau khi mình đã vệ sinh xong cái loại này rồi thì bắt đầu là mình lại lắp lại vào. Đối với cái loại này này, giống như hồi nãy mình có trình bày với các bạn á, về bản chất của cái loại là 3 cho tới 6 tháng. Tuy nhiên nhìn vào cái loại này mà chúng ta nhìn vào bên trong này nó vẫn còn được trắng như vậy thì chứng tỏ là chưa cần phải thay, chúng ta có thể tiết kiệm được và chúng ta dùng được tiếp nhé. Mình sẽ lắp nó lại. Đó, chúng ta lại để lại thôi. Ở đây thì có một cái giòn cao su này, các bạn lưu ý này. Rất nhiều các bạn ở nhà tự thay lõi á, mà xong rồi thấy cái giòn này bỏ ra ngoài thì đến đấy là nó sẽ xì nước. Chúng ta để vào cái khay này lại như vậy. Đó. Sau đó chúng ta lắp lại vào đây. Đó. Rồi, sau đó thì chúng ta siết nó lại. Siết nó lại. Siết nó lại. Cái khóa này gọi là cái khóa nước nhé. Mình đây là mình chỉ hướng dẫn cái mẫu sơ qua vậy thôi. Chứ còn thực chất thì các bạn nên vệ sinh mở 2-3 loại này ra và các bạn sẽ lấy một cái chúng ta cũng vệ sinh như vậy giùm cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ làm sơ qua cho các bạn để các bạn nắm rõ thôi, chứ còn không phải là làm thực sự. Làm thực sự thì mất thời gian của chúng ta. Chúng ta làm như vậy để mô phỏng như vậy để cho các bạn nắm rõ hơn. Sau khi chúng ta lắp vệ sinh lõi xong thì chúng ta sẽ lắp lại các cấp lọc này. Chúng ta lắp lại xong thì chúng ta bắt đầu là chúng ta sẽ cắm lại cái nguồn điện cho chúng ta. Sau khi chúng ta cắm nguồn điện xong thì chúng ta sẽ tiến hành là mở cái van nước ra. Lúc này nước nó sẽ lọc. Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn sơ qua cho cả nhà mình về cái thay cái loại lọc hoặc là chúng ta vệ sinh một cái loại lọc như thế nào. Trong thời gian tới nếu như các bạn có nhu cầu ấy, mà thay loại lọc thì các bạn có thể là tự thay ở nhà cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta mà thay mà có gặp trục trặc gì á, có vấn đề gì á thì chúng ta hãy gọi điện cho bên mình và bên mình sẽ hướng dẫn từ xa cho cả nhà mình để mình có thể là thay được cái loại lọc cho như thế nào cho nó hoàn hảo nhất cho gia đình nhà chúng ta, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhà chúng ta. Rồi rất xin chân thành cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Các bạn có nhu cầu gì các bạn hãy gọi điện thoại vào cái số điện thoại mà trên màn hình hiển thị của chúng ta, của mình đang có ở trên này, để có những cái câu hỏi về cái mà hướng dẫn làm sao thay lõi như thế nào cho đúng về lõi lọc tuổi thọ của lõi đối với cái dòng máy lọc nước treo tường tương đối là mới so với hiện nay, mặt bằng chung là như vậy. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.